Thời điểm này, các diện tích nhãn của tỉnh Hưng Yên đang trong giai đoạn quả non. Để đảm bảo chất lượng nhãn quả phục vụ nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu, các hợp tác xã, nhà vườn tập trung chăm sóc, cắt tỉa cành, bón phân và tưới nước, quản lý vùng được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Những ngày này, gia đình bà Hằng ở hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên tích cực thăm vườn chăm sóc hơn một mẫu nhãn đặc sản gồm các giống nhãn đường phèn, cùi cổ, hương chi. Bà Hằng cho biết, chăm sóc nhãn là việc quanh năm, nhưng giai đoạn đậu quả non này vẫn cần được chú ý hơn để nhãn đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra hoa đậu quả sai rồi ấy, thì mình là tập trung vào cắt tỉa. Cắt tỉa thí dụ như là trên cây khoảng 100 chùm thì chúng tôi có thể cắt đi mất 40 chùm để cho nó tập trung nuôi số quả và số chùm còn lại trên cây. Ở giai đoạn nhãn đậu quả non, tùy khả năng sinh trưởng phát triển của cây để xác định lượng quả cần để lại cho hợp lý. Vì vậy, công đoạn cắt tỉa là rất quan trọng. Từ năm 2016 đến nay, do được chăm sóc đúng quy trình Việt Gáp và áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, nên nhãn của các hộ thành viên luôn cho năng suất cao. Năm nay, mặc dù thời tiết bất lợi, trong khi nhiều nơi khác gần như mất mùa, thì tỷ lệ nhãn ra hoa đậu quả của hợp tác xã vẫn đạt từ 70 đến 90% so với bình thường. Nhãn quả của hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP 3 sao, đảm bảo đủ tiêu chí xuất khẩu. Nhãn các nơi, các tỉnh rất là nhiều, nhưng riêng cái hương yên của mình thì nó có một cái hương vị khác và cái mẫu mã của nó khác. Mà chúng tôi muốn giữ được cái hương vị đó thì phải bảo đảm cái chất lượng. Cái chất lượng là gì? Chất lượng là phải bảo an toàn cái thực phẩm thì bắt đầu mới có thương hiệu. Là hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã từng xuất khẩu thành công trên 4 tấn nhãn quả tươi sang thị trường châu Âu, Singapore và 20 tấn vào các siêu thị, sàn thương mại điện tử. Các thành viên của hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng cũng đang đẩy mạnh chăm sóc cho vụ nhãn 2024. Nhãn xuất khẩu đòi hỏi chỉ tiêu rất khắt khe, phải được kiểm định về hàm lượng đường, dư lượng chất bảo vệ thực vật. Vừa rồi thì các cái chuyên gia, các cái Việt kiều nhãn, các cái doanh nghiệp của các cái nước cũng về lấy mẫu nhãn của hợp tác xã chúng tôi để đi sang xem chất lượng, thì họ khảo sát đánh giá rất chi là tốt, và để cho phục vụ cái chương trình những năm tiếp theo thì chúng tôi thực hiện các cái quy chế nghiêm ngặt sản xuất để có những cái lô nhãn tới đây đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước. Thành phố Hưng Yên hiện có 14 hợp tác xã trên 300 hectare nhãn Việt Gáp và 9 vùng trồng được cấp mã OTAS. Với các điều kiện kể trên, cộng với việc tuân thủ và áp dụng nghiêm quy trình chăm sóc nhãn sẽ là điều kiện thuận lợi để các nhà vườn, hợp tác xã trên địa bàn xuất khẩu tiêu thụ nhãn quả tươi khi vào vụ thu hoạch.